Xin chào các bạn. Hôm nay mình có làm món mì xào giòn để thay đổi khẩu vị cho gia đình mình ăn được ngon miệng hơn á các bạn. Món này lâu lâu á mình ăn một lần cũng rất là ngon các bạn. Mì á thì nó giòn giòn. Khi mình ăn á thì mình chan nước sốt lên như vậy nè các bạn. Mình chan nước sốt vô khi nước sốt của mình nó thấm vô trong mì rất là ngon luôn các bạn ơi. Nguyên liệu để làm mì xào giòn thì ở đây mình có thịt bò. Thịt bò này mình mua về á, mình rửa sạch rồi mình xắt ra sẵn nè các bạn. Rồi á, ở đây á, thì mình chuẩn bị củ hành tím băm, tỏi băm, củ hành tây, hành lá, ngò gí, cà chua. Rồi ở đây á, mình có tôm này, tôm mình mua siêu thị đông đá sẵn các bạn, đông lạnh. Còn phần mì chiên này á, thì mình mua ở tiệm tạp hóa, người ta chiên sẵn cho mình như vậy nè các bạn. Mình khỏi chiên, ở tiệm tạp hóa có bán sẵn. Ở đây thì mình có chuẩn bị bông cải xanh, cải thảo, cải thìa. Rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị ướp thịt bò với lại tôm luôn nha các bạn. Đây là tôm, mình cho một ít muối nè. Một ít đường, một ít hạt nêm. Để cho con mình ướp con tôm trước để cho tôm của mình nó được đậm đà các bạn. Khi mình ăn con tôm nó thấm gia vị nó ngon hơn. Mình trộn đều lên. Kế tiếp mình sẽ ướp thịt bò luôn. Mình cho củ hành tím vào mình ướp nè. Rồi tỏi. Kế tiếp mình cho một ít đường, một ít muối. Một ít hạt nêm. Hạt nêm 2 muỗng nhỏ. Khoảng 1 muỗng ăn canh dầu hào á các bạn. Kế tiếp mình cho khoảng 1 muỗng ăn canh nước tương. Một ít dầu mè. Mình cho vào một ít tiêu cho nó thơm các bạn. Mình ướp khoảng 30 phút. Mình trộn đều lên. Kế tiếp á, mình sẽ đi trần sơ cái rau này nha các bạn. Mình bắt cái nồi nước lên. Rồi nồi nước của mình sôi rồi các bạn ơi. Mình cho bông cải xanh vào. Mình trần khoảng 10 giây nha các bạn. Mình chuẩn bị thao nước này để thao nước đá này để mình luộc rau, mình để qua cái thao nước đá cho nó giữ lại cái màu xanh với lại nó rau của mình nó tươi hơn á các bạn. Bây giờ mình vớt bông cải xanh qua bên cái thao nước đá. Kế tiếp mình sẽ cho cái thìa vào. Mình trụng cũng 10 giây. Cái mình trụng cái rau của mình lên cái màu xanh đẹp quá các bạn ơi. Mình cũng cho qua thao nước đá giống như bông cải xanh như hồi nãy đó các bạn. Nó giữ lại cái màu xanh đẹp. Kế tiếp mình sẽ cho cải thảo vào. Rồi bây giờ mình đã luộc, mình trần sơ cái rau này xong hết rồi, mình để vô cái gỗ cho nó gáo nước nha các bạn. Các bạn trần sơ khoảng 10 giây thôi. Rau mình đừng có trần lâu quá, nó mềm nó không ngon nha. Ở đây mình chuẩn bị hơn nửa chén nước. Mình
mình cho một muỗng bột khoai tây vào để mình làm cái chút xíu nữa mình để vô trong cái chảo mà nước sốt của mình cho nó sánh lại nha các bạn. Cho một muỗng đường, một muỗng cà phê nhỏ nha. Ít muối. Sẽ quậy đều lên. Quậy đều cho nó tan đường. Sẽ bắt cái chảo lên để mình xào rau luôn nha. Mình cho dầu ăn vào. Để một ít tỏi vào mình phi cho nó thơm. Khi mình xào rau nó thơm á các bạn. Giờ á mình sẽ để rau vào mình xào luôn nha. Rau của mình nó xanh đẹp lắm nè các bạn ơi. Rồi mình xào đều lên. Mình chịu khó mình trụng rau cái màu rau nó đẹp lắm các bạn. Bây giờ tiếp tục mình sẽ nêm thêm gia vị nữa nha. Mình cho đường vào, một ít muối nữa. Đó, mình xào đều lên xíu nữa. Khi nào mà gần tắt lửa thì mình cho hạt nêm vào nha các bạn. Xào rau các bạn cho lửa lớn nha. Lửa lớn á, nó, rau của mình nó không ra nước và nó ngon nữa các bạn. Rồi rau mình xào xong rồi. Mình cho ra thao như vậy nè các bạn. Kế tiếp mình sẽ lấy cái chảo xào rau hồi nãy á, các bạn. Mình bắt lên mình tiếp tục mình sẽ xào thịt bò nha. Cho một ít dầu ăn vào. Rồi củ hành tím, tỏi mình cho vào mình phi cho thơm nha. Tiếp theo mình cho thịt bò vào. Rồi mình đảo đều thịt bò lên nha các bạn. Để cho cái gia vị nó thấm đều. Bây giờ mình sẽ nêm gia vị tiếp nữa nha các bạn. Mình cho hạt nêm vào. Đường, muối. Các bạn nêm theo khẩu vị của mình nha. Mình nêm cho hơi ngọt, ngọt một xíu nha các bạn. Kế tiếp mình sẽ cho cà chua vào mình xào nữa nha. Xào cà chua vô để một chút xíu nữa cái nước sốt của mình nó ra cái vị chua chua ngọt ngọt ngon lắm các bạn. Mình sốt lên mì xào giòn á, ăn hấp dẫn lắm luôn á. Rồi mình cho khoảng nửa lít nước lạnh vào, nước lọc á các bạn. Nước sốt ăn mì xào giòn các bạn nêm cho ngọt một xíu nha các bạn, nó mới ngon. Khi mình ăn mì xào giòn thì mình còn cần cái nước sốt cho nó nhiều nhiều một xíu nha các bạn. Để nữa mình sốt vô mì á. Sốt vô mì để cho nó thấm cái mì của mình nó ngon hơn nha. Sẽ cho củ hành tây vào. Và hành cắt khúc. Kế tiếp mình sẽ cho cái chén bột hồi nãy mình khuấy nè các bạn. Mình sẽ cho vào trong cái chảo nước sốt thịt bò của mình nè. Để cho cái nước sốt của mình nó sánh sánh. Khi mình chan vô mì xào giòn rất là ngon luôn các bạn. Nước sốt các bạn nêm cho hơi ngọt nha. Giờ cái nước sốt nó sánh sánh lại rồi đó các bạn. Hồi nãy mình quên xào tôm các bạn ơi. Bây giờ mình bắt cái chảo lên mình cho dầu ăn vào. Rồi mình xào tôm mình để vô xào. Dầu ăn mình nóng rồi mình cho tỏi vào mình phi cho thơm nha.
tỏi của mình vàng rồi mình cho tôm vào nha. Xào đều lên cho tôm nó thấm nha, cái tỏi phi nó thơm nha các bạn. Rồi tôm của mình chín rồi, mình cho vào cái chảo nước sốt thịt bò của mình luôn nha. Nước sốt thơm quá chừng luôn các bạn ơi, rất là ngon luôn. Bây giờ đói bụng rồi, mình chuẩn bị múc ra ăn thôi các bạn ơi. Món mì xào giòn của mình mới vừa làm xong rồi đây các bạn ơi, rất là ngon luôn các bạn. Đó, mình chan cái nước sốt lên rồi nó thấm cọng mì á các bạn. Khi ăn á, cái nước sốt của mình ngọt ngọt chua, của vị cà chua nó ra nước chua chua nhẹ nhẹ các bạn. Lúc mình ăn á thì mình trộn đều mì lên rất là hấp dẫn luôn các bạn ơi. Tới đây mình xin kết thúc video tại đây luôn nha. Mình chúc các bạn làm món mì xào giòn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn video kỳ sau.